Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Dạ con cua ổng. Kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó. Dạ. Rồi cái vô ảnh nuôi con. Cái vô ảnh nuôi con. Thì lấy gì là ảnh nuôi con rồi. Dạ tại nhìn ảnh thấy ghét quá. À. Nhìn ảnh chỉ trâu á, nhìn kiểu nó trôi quá vậy. Già dữ con già. Sao cứ sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới ạ. Bác sĩ bảo cưới ạ. Dạ. Con tên là Phạm Đức Thành, năm nay con 27 tuổi. Con đang làm hát nhạc rap. Dạ, và làm kỹ thuật viên phòng thu. Con đang sinh sống ở quận 10. Con có thể rap đồ bản được không? Ờ, con có thể là souvenir cho cô với lại chú Thuận một vài câu đi. Vô. Vô, bây giờ không biết ai có đai nói cái gì vậy nè. Con sẽ rap một đoạn mà con sáng tác trong ngày cưới con luôn nha. Ok, quá hay luôn. Con có quyền đứng lên nha, con không cần phải ngồi nha. Quần tây vest xanh anh diện hết ở trên người, mang theo bó hoa kèm theo đó một nụ cười. Hôm nay anh không xề xòa, tóc tai phải gọn gàng, nói cho mọi người biết là hôm nay anh chọn nàng vì cuộc sống anh vất vả. Không biết được sau này nhưng có em là tất cả, anh chẳng ngại việc hao gầy trao cho em rất nhiều quà. Lời hứa khi về già còn nhiều thứ chưa từng trải thì cứ để khi về nhà. Hôm nay ta vui đắm say trong men cày, thuyền ta đi bao xa nhưng hôm nay đã cập bến. Nhịp nhàng ta hát với hạnh phúc khi con tim ta trao nhau cho đôi môi kia thật nồng cháy. Ôm em trong tay nói to cho em nghe tình yêu bao lâu nay anh tìm kiếm, mình cùng nhau bước trong khoảnh khắc yêu thương kia không vơi đi để cho đêm nay hai ta ngất ngây. Hay quá, hàng ngàn khán giả đang vỗ tay kìa. Dễ thương. Rất hay. Hay quá. Rồi bây giờ tới con này. Dạ, con tên là Hải Yến, năm nay con 19 tuổi. Công việc con làm gì nè? Con đang ở nhà. Dạ, nội trợ. Tụi con cưới nhà được bao lâu rồi? Dạ được gần 1 năm ạ. 1 năm rồi. Dạ. Rồi bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà các con gặp nhau? Có phải đi coi nhạc rap xong rồi gặp ổng cái đầu là ổng thấy dễ thương quá cái ổng cua con không? Dạ con cua ổng. Dạ con cua ổng. Nhưng mà con cua như là đi coi ổng hát hay sao? Dạ con đi coi ổng hát. Hôm nay mụ hay quá mụ. Dạ đợt đó là anh ở Hải Phòng xong rồi làm show ở trong Sài Gòn. Thì con lại không biết anh này, không biết nhóm anh này luôn. Nhưng mà anh của con thì lại là được nhóm anh này mời làm khách mời nên là đi theo, gặp thì cũng không có ấn tượng gì lắm. Về sau rồi mới nói chuyện tầm khoảng một tháng thì comment trêu đùa nhau trên Facebook thôi. Nhưng mà con thì lần đầu tiên con gặp bé thì sao? Thực ra cái hôm đấy là con có đi với cả bạn gái của con, người yêu cũ, thì con cũng không để ý lắm. Về sau thì con nhìn lại cái ảnh hôm chụp show ấy thì con mới nhìn ra bạn này, thì lúc đấy con đã chia tay cái bạn kia rồi thì con mới kiểu lúc mà làm quen trên Facebook cũng có cái link Facebook xong rồi nhắn tin xong rồi comment đùa trên Facebook, thế từ lúc đấy mới quen nhau. Nhưng mà con nói con cua anh là cua làm sao? Dạ con kiểu comment trên Facebook rồi con kêu là kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Kêu ảnh vô Sài Gòn đi con nuôi ảnh. Ồ vậy đó hả? Rồi cái vô ảnh nuôi con luôn. Cái vô ảnh nuôi con luôn. Thì lấy nhiên là anh mới nuôi con rồi. Tại sao con lại chủ động con cua ảnh? Dạ tại nhìn anh thấy ghét quá. Nhìn anh chỉ trâu á, nhìn kiểu nó lôi trôi quá chị. Con già dữ à, con già dữ. Lúc đó con 18 tuổi rồi sao? Gu của con thích kiểu già dặn chút xíu, kiểu trưởng thành nha. Mà bữa đó là anh mới về Sài Gòn xong rồi kiểu nhạc hip hop, nhạc rap thì kiểu nhìn lôi trôi, nhìn kiểu nó hơi kẻ tính một chút xíu á. Rồi bao lâu thì hai đứa mới bắt đầu có những cái buổi hẹn hò đầu tiên? Từ lúc mà con đi vào Sài Gòn con làm việc, bắt đầu con mới hẹn Yến sang ngồi nói chuyện. Nhưng lúc đấy thì ý con muốn là muốn giới thiệu Yến cho em, một đứa em ở phòng thu của con cơ, chứ không phải là con đang tán Yến. Thì thằng em đấy nó mới bảo là để em tán, nhưng mà 7 ngày hoặc 1-2 tuần sau nó không tán được. Xong rồi thôi mày để tao tán cho mày xem. Thế thì lúc đấy thì con mới nói chuyện với Yến kiểu nó thân mật hơn một xíu. Về sau hai đứa kiểu như gặp nhau xong rồi đi chơi xem phim xong rồi yêu lúc nào không biết luôn. Con biết là ổng là làm mai con cho cái người em không? Dạ biết, bữa đó là con có qua chơi thì con đi xe ráp qua, thì sau khi mà qua xong thì con đi về thì anh này không chở con về mà nhờ em của anh chở về, là con kêu cũng kỳ quá. Này bữa đó về con giận mấy ngày con không nhắn tin luôn. Xong rồi về sau đến bữa 2 tháng 9 thì lại vừa là sinh nhật của ảnh thì anh mới rủ con đi Cần Giờ chơi. Thì đi Cần Giờ xong về bữa đó là mới kiểu hòa. Yêu nhau bao lâu thì tụi con quyết định là đám cưới? Con yêu từ tháng 9, từ mùng 3 tháng 9 là ngày sinh nhật con cho đến tháng 2 cưới. Thì là tầm mấy tháng, 6 tháng rồi. Sao cưới sớm dữ vậy con? Bác sĩ bảo cưới vậy. Bác sĩ bảo cưới vậy. Cái dịp nào mà để cho gọi là có cái sự cố đó xảy ra? Dạ chắc là con nghĩ chắc là đi Vũng Tàu chơi. Đó cũng là đêm đầu tiên luôn của hai đứa. Dạ.
Rồi nói với mẹ, có nói với mẹ không? Rồi phản ứng mẹ làm sao? Dạ kiểu con còn nhỏ quá nên là kiểu ba mẹ con cũng sốc quá. Kiểu lúc đầu cũng kiểu hoảng hốt lắm. Xong rồi về sau kiểu ngồi lại nói chuyện thì cũng bình tĩnh ạ. Nhà quyết định là cưới. Lúc đó thì con thì sao? Vợ con bảo là có bầu thì vẫn bảo thế có bầu thì cưới thôi chứ giờ không còn cách nào khác cả. Thì con mới gọi điện về cho bố mẹ. Thì bố mẹ con cũng dễ tính. Thì cũng bảo ok, bây giờ mày cũng 26 tuổi rồi thì cưới đi. Thì con mới bảo Yến là nói với bố mẹ vợ đi, nói bố mẹ đi, nói trước đi để anh đi sang anh nói chuyện với bố. Thì Yến nói xong, xong rồi Yến không dám ở nhà nữa, đi sang phòng thu con ở, xong bắt con đi sang bên đấy con nói chuyện với cả mấy cả hồi bố Yến. Nhỏ quá mà. Dạ. Thì con đơn thương độc mã một mình con đến con nói chuyện luôn. Con có ông anh nữa. Ông anh thì ông anh họ con ở trong làn trong đây thì cũng là lớn tuổi rồi thì con cũng bảo sang anh người lớn anh nói chuyện. Thì con sang con mới xin cưới. Xin cưới mấy bố vợ con thì bố vợ con khóc. Bố vợ con rưng rưng nước mắt mà xong rồi đi ra ngoài sụt sịt ấy. Kiểu thương con gái quá. Xong rồi ngồi một lúc thì em bảo thôi bây giờ thì cũng cho cưới thôi chứ bây giờ biết làm sao bây giờ. Vậy là em bé được mấy tuổi rồi cơ? Dạ được hơn một tuổi á. Hơn một tuổi rồi. Rồi sau khi cưới như vậy á có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ sau khi mà cưới xong thì con bị bệnh. Con bị lao phổi. Bị liền luôn. Dạ bị cưới xong phát là bị luôn. Bắt đầu con mới đi con chữa thì vàng bạc bán hết. Cưới xong tiền cưới tiền vàng bạc bán hết để đi chữa bệnh. Con đi ra cái bệnh viện lao phổi ấy thì người ta chữa rất là khó, người ta hút, người ta đâm kim hàng ngày đâm kim liên tục. Cứ đâm mấy lần vào để hút dịch ra. Bình thường người ta chỉ hút 3 lần là hết, 5 lần là hết, con hút cả mười mấy 20 lần mới hết. Xong 2 tháng thì cũng hết sạch tiền rồi. Không còn tiền, không còn gì thì nhưng mà ở trong đây vẫn còn công việc thì con mê cố. Kiểu lúc đấy mới nghĩ là bây giờ nghề của mình hát rap mà bìa phổi của mình bị như thế cũng bị suy một thời gian nhưng mà con vẫn cố để vào trong đây con làm tiếp. Thì vào trong đây thì phát triển cũng gọi là tạm ổn rồi. Nhưng mà bây giờ cái phổi của con là đã ngon lành hết chưa? À, phổi con bây giờ khỏe lại rồi. Con phải trị tận gốc nha, cái phổi này là phải trị tận gốc luôn. Lúc đó cái cảm xúc của con sao con? Con thức con có tuyệt vọng không? Con không tuyệt vọng nhưng mà kiểu con lo quá. Mấy ngày con không ngủ được, đêm á. Rồi ở trong viện á thì hút cái dịch ra rồi còn phải chờ kết quả mà. Người ta nói là cái dịch này còn chưa biết là bị bệnh gì thì có người thì bị u, có người thì bị ung thư, hơn nếu mà hơn lắm là bị lao. Thì kiểu mọi người cứ nói là nó còn trẻ như này chắc chỉ bị lao thôi nhưng mà kiểu nhiều người ở trong đó bị ung thư quá nên là con sợ lắm. Đến hôm mà có kết quả thì kiểu mọi chuyện nó ổn hơn chút xíu. Bao nhiêu lâu thì con vô Sài Gòn sau cái lúc mà con xuất viện xong á? Xuất viện một cái là con vào luôn. Dạ. Bây giờ là con ở nhà nuôi con, là dạ. Có ai phụ con trong em bé không? Dạ không ạ, dạ tự con lo. Ủa rồi giờ em bé đang ở đâu? Dạ con gửi mẹ con. Dạ. Mẹ đang trong ạ. Mẹ con thì cũng đi làm suốt ngày á nên là lúc mà con sinh trong cử thì có mẹ chồng con vào chăm. Nhưng mà chăm được một tháng thì mẹ con lại đi về tại vì còn công việc buôn bán. Dạ thì mẹ con ở trong này thì lâu lâu mẹ con đáo qua đáo lại. Dạ. Vậy là bé này cũng giỏi nè. Dạ. Nó nhỏ mà nó quán xuyến mà vừa chăm con vừa ấy là giỏi ghê luôn á. Như phải con thương vợ lắm. Nha. Dạ, không làm hết. Thôi sẵn rồi bây giờ chúng ta vô luôn cái phần thật xấu. Vậy là vợ con vừa mới nói là con chăm hết, con lo hết kìa, đúng không? Thì con về con chỉ nấu cơm, nấu nước, nấu cháo, rửa bát, thế thôi. Làm nhà, giặt đồ, kiếm chăm tiền. Con, kiếm tiền, coi như đã làm có nhiêu đó à? Liệu nhiêu đó. Thôi giờ là cho con trước đó, vợ con có tật xấu gì không? Vợ con nhiều tật xấu lắm. Cái thứ nhất là lười, cái đấy là con không thích nhất. Còn tất cả các loại tật xấu khác thì con có thể bỏ qua được. Đó. Cái lười con hay càu nhàu lắm. Con làm đến trưa con mới về. Hoặc là nhiều khi làm đêm thì ngủ trưa mới dậy. Thì trưa con nấu cơm nhưng con gọi không dậy. Thế con gọi nhiều quá thì quay ra cáu, bảo để em ngủ. Lười không thèm ăn cơm luôn. Con thì hay sống theo giờ của bố mẹ mà. Thì con cũng ngủ theo ý luôn. Con cũng không dậy luôn. Ngủ nướng tới trưa luôn hả? Ngủ cả trưa luôn. Cũng không dậy luôn. Tính con thì càu nhàu, vợ con thì hay cáu bật. Đấy. Rồi lười nè, còn gì nữa không con? Mà chơi game. Phải chơi game hả? Thích nó phải chơi game thôi. Nhiều khi trông con cũng bị stress quá thì chơi game cũng được. Tại vì chơi game kiểu mình nhập vai vào game ấy thì đỡ cảm giác stress hơn thì cũng được. Vợ con ghen tuông rồi. Vợ con chúa ghen luôn. Con hoạt động nghệ thuật thì cũng kiểu có cả fan nữ, fan nam. Các cái bạn mà con hay vào con comment ấy là vợ con xóa hết. Wow. Mà vợ con đặt cái theo dõi có nghĩa là con comment vào nick của ai thì hiện hết lên nick của vợ con. Con cứ nhắn trai là biết hết. Con đi diễn ở đâu, bất kỳ một nơi nào ở cái Việt Nam này, Hà Nội, Cần Thơ, đều phải lôi vợ con đi hết. Không được ở nhà. Mà cô chú cũng biết là bây giờ đi mà mang theo vợ con, cái thứ nhất là kinh tế. Kinh tế nó sẽ bị đôn lên. Cái tiền sâu của mình sẽ không còn được nhiều nữa.
Và cái thứ hai là khi mà mang cả vợ con đi thì phải chăm cả vợ con nữa, phải chia đôi cái phần trăm công lực của mình ra, không tập trung vào show được thì cái hiệu quả của cái show đấy nó sẽ bị giảm đi một phần. Đấy thì hai cái đấy, đấy là cái ghen ấy, cái ghen là sợ con đi show xong rồi quen bạn này bạn kia, vợ ở nhà đi đâu cũng phải lôi theo, không chịu. Nếu mà không cho đi thì thôi anh đừng đi show nữa. Đấy rồi sao chi tiêu trong nhà, tài khoản ai là người nắm giữ? Tài khoản vợ con giữ hết. Coi như là trong có nhiều tiền là biết hết đúng không? Tại bây giờ đi làm toàn là chuyển khoản thôi. Dùng một cái, đúng rồi, dùng một cái tài khoản đó, duy nhất một cái tài khoản. Vợ con dùng. Nhiều khi khách hàng hỏi con tài khoản đâu, con còn chả có. Thì vợ con dùng hết. Mỗi lần mà gây nhau thì như thế nào? Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây nhau vợ con gớm lắm. Gây gớm lắm. Nhìn thấy nhẹ nhàng thấy thế thì hiền. Lúc mà hiền, bực mình mà cáu lên là không để ý một cái gì luôn ấy. Có thể hủy hoại tất cả luôn. Hủy hoại tất cả mọi thứ luôn. Tất cả mọi thứ luôn. Sau cùng con vẫn phải xin lỗi thôi, tất cả mọi thứ. Tại già quá. Rồi giờ tới con đó. Ừ đó. Còn chắc không có gì kể với anh luôn. Chắc kể tốt không quá. Anh hoàn hảo đúng không? Dạ. Tại vì anh làm nhiều thứ cho con lắm chứ nè. Mẹ con hay nói là chứ giờ mà may quá có ngờ anh chịu được con chứ chắc. Mà không ai chịu được con luôn. Tại vì con vừa mới đi học xong thì ở nhà với ba mẹ thì không phải làm gì hết, chỉ có rửa chén một cái nhà này kia thôi. Thì về nhà chồng ai cũng kêu là trời, không biết là nó có lo được cho con nó không, hay là có lo được cho chồng con nó không. Kiểu gặp được anh là cưới anh đó, con cảm thấy kiểu hạnh phúc. Dạ. Chú không tin rằng là ổng không có cái tật xấu gì. Con cái này hay đi comment hình gái thôi chứ không có gì hết. Rồi công việc của chồng á, chồng có suốt ngày ở trong phòng thu suốt ngày, rồi nhiều khi có khi nào có bê vợ không? Ngày 24 tiếng thì anh ấy ngủ hết tầm 8 tiếng, còn lại là ở phòng thu hết, chắc ở nhà tầm 1-2 tiếng. Dạ, 1-2 tiếng đó là dọn dẹp nhà cửa hoặc là nấu cơm. Mà tối thì sao? Dạ, tối thì con cứ ngủ trước, rồi cửa thì để đó, anh ấy về anh ấy tự mở. Dạ, ở ngoài phòng thu có camera nên là không có sợ. Rồi chồng, giờ con muốn vợ con thay đổi điều gì? Con chỉ muốn vợ con thay đổi, đỡ lười đi một xíu là được. Chồng dậy gọi ăn cơm thì dậy luôn đi. Hả? Bảo cái gì thì kiểu làm luôn đi, để nó nhiều quá nó bị bực. Ở cái tuổi này của chồng con là 27 tuổi đúng không? Dạ. Thực ra so với con thì anh lớn hơn con, nhưng mà so với cái mặt bằng chung của những người thanh niên, những người đàn ông thì tuổi này vẫn còn rất là trẻ. Dạ. Mà cái người đàn ông người ta bắt đầu chín chắn là khi người ta từ 30 tới 40, là trong 10 năm đó là bắt đầu người ta chín chắn. Từ sự nghiệp cho tới tính cách cho tới tất cả mọi thứ. Còn vợ của con thì lại là quá nhỏ, mà bây giờ nó phải cán đáng những cái chuyện như là một người vợ, một người mẹ mà chưa có một cái kinh nghiệm gì luôn. Cái tuổi của con là tuổi ăn tuổi lớn, tuổi được hưởng thụ. Nhưng bây giờ vì cái đứa con của mình, con tạm hy sinh cho con khoảng chừng 5-6 tuổi. Con của con 5-6 tuổi thì bắt đầu lúc đó con bù lại, chồng sẽ bù lại cho vợ những cái tháng ngày mà có nghĩa là mình không được hưởng thụ cái tuổi trẻ, tuổi con nít của con đó, con nghe không? Con nghe lời chồng đi, có nghĩa bây giờ con phải tập. Tại vì bắt buộc bây giờ con không thể chối cãi được, con là mẹ rồi, là vợ rồi. Thì con phải học cách quán xuyến gia đình nè, học cách làm sao để gọn gàng, tinh tươm, sạch sẽ gia đình ha, rồi giúp cho chồng về công việc nhà. Rồi. Đồng ý không? Đồng ý không? Dạ. Bảo Xuân được bình chọn là sản phẩm nội tiết tố nữ tiêm dục số 1 tại Việt Nam, suy giảm nội tiết dùng Bảo Xuân mỗi ngày. Nhân cái dịp này thì không biết là con có một cái điều gì đó nói với chồng con hay không? Bây thì giờ con cần hứa với chồng là con sẽ là một người phụ nữ trưởng thành. Đó. Chồng con rất cần có một cái sự tiếp xúc ở con. Đó. Cho chồng con yên tâm kìa nè. Chứ là từ hôm nay về thì em sẽ thay đổi vì anh chồng thì con nhiều hơn. Đúng rồi, nhìn chồng nói đi. Nói chung là cảm ơn anh rất là nhiều. Cảm ơn anh để chịu đựng mình luôn chiều em. Từ hôm nay em sẽ cố gắng thay đổi vì anh, vì con, để vì gia đình của chúng ta sau này. Ok, mai vô vậy. Xin mời chú rể giới thiệu cho mình. Em tên là Thái Công Thống, năm nay em 27 tuổi, em là kỹ sư. Em quê đâu? Dạ, em ở Hà Tĩnh. Còn em? Dạ em là Tống Thị Thu Lệnh ạ. Em năm nay 26 tuổi, em làm công an ạ. Em bên công an. Dạ, còn anh chồng bên kỹ sư. Ở trong mối tình này như thế nào ta? Dạ thực ra thì em quen vợ em qua một người bạn. Lúc đó thì em làm ở trong Sài Gòn này, còn vợ em thì đang là sinh viên ngoài Hà Nội ạ. Đợt đó là vợ em vào Sài Gòn chơi, mới đi với một người bạn nữa. Thế mới lên Facebook mới bảo là đấy, bạn em, bạn hôm nay đi chơi với em chụp hình này. Thì lên Facebook thì vợ em mới vào, kết bạn với em, thứ nhất là chuyện với em. Lúc đó nói chuyện thì cũng thấy vui vui. Sao? Cảm cảm. Quen này thì chuyện vui vui. Quen nhau qua Facebook ạ.
Hồi đấy là em cũng mới chia tay người yêu, đang buồn mà. Thế nói chuyện qua Facebook thế vui vui, cũng hài hài. Thế là chuyện qua chuyện lại rồi tự nhiên là kết nhau lúc nào không biết. Sau đó thì cuộc tình này tiến triển như thế nào? Quen qua nói chuyện điện thoại qua Facebook rồi thôi. Thế là một hôm chiều thứ bảy em rủ mấy đứa bạn đi nhậu. Mấy đứa nó bảo vui vẻ máy bay đợt này nó rẻ. Thế là em tối về em lên mạng đặt vé máy bay ngày 20 tháng 10. Âm thầm đặt vé máy bay để ra thăm em cho bất ngờ. 20 tháng 10 đi chơi với bạn thì anh ta bất ngờ ra ôm trên vai một bó hoa to là to, gọi điện cho em bảo là có bạn tới tặng hoa chứ không nói là mình đâu, nhưng em biết tổng rồi. Xong lại bảo anh bạn của anh Thống tặng em bó hoa nhân ngày 20 tháng 10. Đó, em bảo trời ơi anh đừng có xạo em, nhìn là biết rồi. Thế em cởi khẩu trang ra, lúc đấy thấy đen rồi ăn mang thì style cũng hơi là hơi quê các thứ đó, nhưng mà được cái là có vẻ phóng khoáng, mặt thì hiền lành chất chất đó. Xong rồi sau hôm đó thì em có hơi rung thôi chứ cũng chưa có cảm nắng, còn anh ta là cảm nắng nặng em rồi. Một em là cảm nắng rồi đúng không? Cảm giác của Thống này lúc mà mới gặp vợ lần đầu tiên á, cảm giác của cái em lúc mà về em ở Sài Gòn là mái tóc ngang vai này này, chụp hình là nhìn nữ tính lắm. Nhưng mà lúc em ra là bây giờ chị ta cắt mái tóc đúng tóc, tóc mình lên ngày xưa ấy. Ui nhìn giống đàn ông mà nhìn thô thố thế nào ấy. Lúc đó là em bất ngờ luôn á. Lúc đó là em đã làm vào các công ta em đã học học viện, học viện an ninh ạ, chưa ra trường đúng không? Mà chị hỏi nè, tức là trước đó là em đã từng có người yêu chưa? Có, là chia tay người cũ một năm rồi. À thế là người của con em cũng vậy hả? Em à, có em thấy cũng có rồi. Nhiều lắm, chia tay chia tay mấy người rồi mới gặp chút nữa thầy em. Dạ. Thế thì hai bạn quen nhau trong bao lâu thì mới đi đến hôn nhân? Bọn em quen nhau là vừa em bắt đầu vào năm cuối, thì vào trong này công tác một năm thì bọn em mới cưới. Nhưng mà em có e dè khi mà em thấy vợ mình làm ngành công an không? Dạ lúc đầu thì em yếu á, em giới thiệu với bạn bè vào người yêu là ở Hà Nội là học cái này, mấy đứa bạn nó bảo là ôi thôi mày xong rồi sau này, và lúc mà lại về đó là cắt xếp vào cơ quan em bảo là rồi cháu xong rồi. Nhưng mà ra lại về thì thầy vợ cũng bình thường như những người khác đó, không có gì phải sợ. Dạ hai người lấy nhau thì trong ngày cưới có gì vui không? Ôi nói chung là có anh ạ, đêm tân hôn đấy. Đêm tân hôn đó không ạ? Bây giờ nghĩ lại em thấy hơi hối hận chị ạ, biết thế mình tập duyệt trước đi cho nó chắc. Là sao hồi mà em chứ vợ là em ở với chị gái này, đứa cháu thì nó thân với cầu lắm. Hôm cưới xong tối lại là bố mẹ vào về ngủ với bố mẹ, không chịu về ở lại ngủ với cô chui vào giữa nó nằm. Xong những ngày sau thì hai vợ trong cũng bắt đầu, nhưng mà đến đầu 10 ngày thì hoàn thành được cái vợ chồng em thì nói trông xá thì không hẳn, nhưng mà nói chung là về kinh nghiệm chuyện chăn gối cũng ít, thì em thì càng không có kinh nghiệm, mà chồng em thì em nghĩ là cũng có duyên. Đi tân hôn là hai vợ chồng cũng hì hục mãi cũng không có xử lý được cái việc đấy, thì kể ra thì đúng là không ai tin. Xong mà anh chồng em thì kiểu con trai á, nóng vội các thứ cũng không có tâm lý. Cái khi nào mà hì hục mà dẫn đến cái chuyện mà cãi vã nhau khi mà lâm trận không? Đến hôm thứ 10 là bực quá, xong rồi xách túi ra đi. Rồi đâu 11 giờ đêm rồi đấy, em bực quá không được, em phải đứng dậy em mở cửa anh xách đồ ra đi. Em đi được đâu à, chục bữa cái thầy trong phòng thầy khóc hú hú thôi em quay lại. Lúc rồi chả làm như mình ngủ hôm vừa ra ngủ về vừa ngủ thôi chứ. Em nhưng mà lúc em sợ cái gì mà em căng thẳng như vậy? Chắc là do tâm lý em, từ trước tới giờ thì bố mẹ cũng giáo dục các thứ ấy. Tức là em với cái người yêu trước là coi như hoàn toàn như hai người bạn. Vâng, chưa có bao giờ mà quá giới hạn hết á. Đến lúc chồng em cũng thế, bây giờ mà mình làm chuyện đấy trước lỡ sau này con cái ảnh hưởng đến các thứ, mình sinh con không được như ý muốn. Thế là thôi em cũng không đòi hỏi gì hết, đến tận ngày cưới luôn. Đó thì sự cố như thế. 2 năm đó đúng không? Vâng, 2 năm, nhưng mà thực ra là 1 năm bọn em yêu xa rồi. Thì chỉ có 1 năm là gần nhau ở trong này thôi. Nghĩ lại thì cái sự hì hục đó là rất là hạnh phúc. Một kỷ niệm đáng nhớ. Rồi bây giờ về ở với nhau trong 8 tháng. Dạ. Chồng em có tật xấu gì không? Cũng khá là nhiều anh ạ. Thứ nhất là hiền nhưng mà cục lắm. Có một hôm em đi chơi anh phải mệt, thế là anh ấy là như ở bên nhà mẹ anh ấy, xong rồi gọi điện cho em bảo thôi về sang nhà mẹ ăn cơm. Em bảo mệt quá không đi được. Anh ấy chạy xe về, xong rồi thấy em đang nằm mà ném mũ bảo hiểm rồi la em sống như thế này đấy hả, ý là không có sang nhà chồng luôn á. Em bảo bây giờ em mệt chứ đâu, chỉ có ăn uống chứ đâu có việc gì gấp gáp mà anh ấy phải bắt buộc phải sang. Thế là ném mũ rồi ném ghế rồi gọi điện hết cho người thân, vợ chồng không sống được với nhau nữa. Mấy hôm giận nhau em cũng bình thường, vẫn nấu cơm ngon canh ngọt đấy. Xong rồi em nguôi, em bảo thôi mình chịu nhịn đi. Thôi em hỏi, thế bảo sao anh kỳ vậy, tự nhiên lại làm cái hành động vô duyên vậy. Anh tức vì em không sang mẹ một phần, nhưng tức vì em đi về mà em không chào anh. Thì thế thôi. Thế mẹ chồng em bảo thôi lần sau con ạ, con cứ thấy nó đi đâu về con khoanh tay con chào nó cho mẹ. Rồi còn gì nữa không? Còn một cái tật nữa là ăn vặt nhiều hơn cả vợ. Tức là vợ mua đồ ăn vặt về hả, là chồng dành gần như là gần hết ạ. Hà về nhà anh hay nhà mẹ cũng lao vào tủ lạnh đầu tiên, ăn quá trời luôn. Em mời em để em hay ăn vặt nên là mỗi lần mà
chỉ ta ăn vặt ấy, là toàn mua xoài với cọc, hai quả đó là em không ăn được, đúa quá mà. Thế là cứ mỗi lần ăn vặt là vợ mua lúc kỹ xoài thì cọc về ngồi ăn với vậy. Còn vợ có cái gì đâu? Vợ em thì cũng khá nhiều. Ví dụ? Bây giờ mà nhớ thì con này kể chắc phải 2 ngày là hết được. Tao không? Thôi em kể những cái chính thôi. Vợ em thì hơi luồn thuồng thì nhiều khi quần áo về nhà là vứt luôn. Trời, em đi 2 ngày về là em phải dọn. Có hôm em đi công tác 2 ngày về mà chén bát mốc meo, nồi cơm 2 ngày không có chùi. Cháu hỏi sao vậy? Em ở nhà mình em lười ăn nên không xuống bếp. Thế là 2 ngày về em lục em làm hết. Rồi làm hết. Với lại lúc mà vợ chồng đi đâu á, chở vợ ngồi sáu xe là coi như hôm đó có chuyện này. Ôi sao vậy? Lè nhè từ bắt đầu lên xe đến đi xuống xe, có hôm lè nhè lúc béo em một cái mà em điều khiển xe vẫn té xe luôn. Vừa lè nhè cái gì lắm cái gì trời. Không, không phải là lè nhè, chồng nói sai rồi. Tức là hai vợ chồng hay nói chuyện thảo luận lúc đi xe. Ví dụ mà liên quan đến chuyện người cũ các thứ thì em cũng trêu thôi, trêu cho như tức á. Xong rồi có một hôm suýt ngã xe là vì cũng hai vợ chồng trêu nhau trên xe đó. Em cũng hay nhéo vào. Em nhéo với cả em cũng. Trời ơi, nhéo không phải nhéo bình thường mà nhéo xoắn này này gì. Vâng. Trời ơi, ngồi đang đi xe mà xoắn thế này nên sao chịu nổi. Nó nhéo sẵn rồi đó, chắc tôi buông ta lái luôn. Rồi cái gì nữa em? Suốt ngày cứ kêu tiền không á. Bà nào giờ... kêu tiền, mấy bà vợ không, bà em nào biết rồi, nhưng mà bây giờ làm về vợ chồng mới về mà. Ngày nào cũng về là nào là than tiền không có rồi, vợ chồng nhà này thế này thế kia, vợ chồng mình thế này. Em mới bảo tiền thì từ từ rồi sẽ có. Nhưng mà tính vợ là thế, mình chịu rất biết sao được. Lại có cái tính là ăn xong cơm là thường hai vợ chồng ăn cơm ăn xong là vợ em ăn ít, ăn xong được là ăn xong thế là thả hết đó ra ôm máy tính là bắt đầu ngồi lên Facebook là chặt với tải tức quá. Em bảo dọn dẹp xong rồi làm gì tham, mà hôm nào cũng thể ăn xong vứt hết đó em hết. Em phải dọn. Khoan khoan, em đính chính, không có hôm nào thế đâu nha, chồng vô lý quá. Phần đa là em dọn em nấu nướng hết, nhưng mà nhiều hôm kiểu như mình thử xem là chồng quan tâm mình giúp đỡ mình đến đâu ấy, là em cố tình thôi, chứ còn mấy chuyện đấy là nhỏ. Nhưng mà ý là để xem chồng có sẵn sàng giúp đỡ mình không. Em làm cái nghề của em thì là em có học võ không? Dạ em hồi ở trường có, em học 2 năm. Rồi có về thực hành với ông chồng này không? Chưa, chắc là tương lai có khả năng có. Đấy là xong em rồi. Xong em rồi, đó là xong rồi. Đừng đưa mai mốt đưa về, đừng có nói anh Thuận cái như là gợi ý. Dạ. Bây giờ nếu mà có một cái điều mà mong muốn chồng với vợ mình thay đổi thì em muốn chồng em thay đổi cái gì? Em muốn chồng quyết đoán hơn. Còn gì còn nữa? Không? Bớt nói vợ hơn. Anh ấy hay nói em trước bạn bè á thì nhiều hay nói thì... xấu vợ quá. À đúng rồi, hay nói xấu vợ. Xấu vợ, bớt nói xấu vợ đi. Nói tốt nhiều hơn. Còn Thống? Em thì muốn về em hiền lại tí đi, lúc mỗi lúc mà vợ chồng muốn đi chơi đâu thì ngồi sau xe rồi kể những chuyện nó vui vẻ tí, đừng có lôi hết chuyện này chuyện kia để làm hai vợ chồng xích mích nó không hay. Tụi em chưa có con phải không? Dạ, dạ chưa. Ờ, cho nên vẫn còn son lắm. Vâng. Thì trong thời gian mà tranh thủ lúc chưa có con á thì sửa chữa một số những cái mà đối phương yêu cầu đi. Dạ. Chị thấy cũng đơn giản mà đúng không? Dạ vâng. Ờ, thực ra là bây giờ hai bên đang thăm dò cái sự quan tâm để ý đến nhau như thế nào thôi. Dạ. Chứ còn á, với lành á là thấy như chị cảm nhận thôi. Từ công việc cho tới cái cuộc sống em đã có những cái sắp xếp mà không phải là giống như em làm theo bản năng đâu. Em làm em cũng suy nghĩ là nên hay không nên. Đó. À, cho nên còn việc bạn này á, thì không phải là bạn ấy không quyết đoán, mà bạn ấy cẩn thận. Trước khi bạn làm một cái điều gì đó, bạn suy nghĩ trước sau làm cái đó thì sẽ như thế nào, không làm thì nó sẽ như thế nào, và nếu làm hay không làm thì cái làm hay hơn hay là cái không làm hay hơn, đúng không? Đó thì bây giờ trong thời gian này tranh thủ các bạn tự hoàn thiện bản thân mình đi để cái gia đình sau này của mình nó tốt hơn. Để mà tốt hơn nữa đó là phải tranh thủ năm nay năm Ất Mùi phải có một cái em bé. Xin cảm ơn em. Hàng gì đẹp quá, tại vì ta làm thẩm diện thì đó là chăm sóc sắc đẹp. Hàng gì quá đẹp, anh chồng cũng đẹp, cái da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh quý vợ. Em tên là Trần Thị Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng là công việc của em thì kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy. Yeah. Em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ. Đó. Thấy chưa? Trẻ quá, 74 á. 74 là lớn em 5 tuổi á. Đó, mà trẻ ghê hôn. Ủa chị hỏi với vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời em cũng trẻ vậy, em của chị cũng trẻ vậy. À. Không, để, theo em thì là trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng, còn hình thức bên trong mới là được. À. Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết. Nhưng mà đó, nhiều khi em chị nó hay buồn bã những chuyện không đáng. Xong rồi vết hằn thời gian. Ừ đó, không sao đâu. Ừ đó, đó, đó.
tinh thần mình là như tinh thần mình lúc nào cũng như là đôi chín gì đó đó. Tinh rồi thần nó đang già, tinh thần nó hiện giờ đang già. Chắc bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của em á để relax đó, và để relax, tân trang lại nhan sắc chút. Đúng nữa rồi, cho renew cho, lại cho anh cái gặp visit nha. Rồi bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao đó. Tức là cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mình từ Hà Nội vào chuyến mình ngày đấy là chưa có bay thẳng, chuyến từ Sài Gòn thì em phải đi từ đầu Sài Gòn, hay gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị mới chia sẻ, chị cũng nói là chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai đó, thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, lại chưa có bạn trai. Chị bảo là ô, em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu cho hai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn mình. Chị bảo cũng không có bạn cho em. Là anh ấy đúng không? Đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn. Ngày hôm sau. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Ủa, bạn này có đi Côn Đảo không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo, thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Sắp xếp về duyên. Tới bởi vì ba chị em là một người mà làm doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, nói thẳng. Thì em không hiểu lý do gì mà chị bán một cái quyết định đấy mà vào rủ em đi, nhưng mà em bảo là không đi. Thế em trong chị mới tự đi, thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn ở trong này, vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em, thì bảo là ủa hôm nay tao gặp cô bé này xinh lắm, chụp cho em một cái sâu tấm sau lưng, thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này, thấy cái bé này được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em không tức là không, mình thế nào nhỉ? Không nghĩ đến chuyện tin lắm, không nghĩ đến chuyện giới thiệu lập gia đình đúng không? Với lại em và chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà hiển như cô mà có ví dụ như thế này kia mà không, em không ưng ấy, thì tôi vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia, thì với cô này thì em bắt đầu tin, em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe đâu, là sự lựa chọn của tôi, và hai tôi không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi, bao giờ tôi có duyên để tôi gặp là nó đến là đến này. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là tôi ra đón chị. Với em mặc rất tỉnh thoảng, em vừa rửa xe xong em còn mặc cái quần xà lỏng, xong cái áo rất là cũng còn đang bẩn hơn nhiều môi, em đội một cái nón lên, em đi xe là em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về luôn. Cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu hậu bảo ok, thì thấy cô bé này trắng trẻo sáng sủa xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô ấy thì trông cô có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xinh lắm. Xinh lắm kiểu là trong miền Nam là chảnh đấy, bảo chảnh đấy. Thế thì đó tức là mình thấy một cái cảm giác như thế, thì em thì trong tư tưởng em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ, và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con này. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Thế thì em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng đệ lên bà chị em bảo thôi, mấy chị em bây giờ nói rồi này, hay đi ăn cái gì đi. Là bà chị em thì cố gắng. Chị cứ đẩy thuyền liên tiếp ấy. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn, em thấy bạn hơi ít kiêu, mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý đúng không? Dạ. Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu ạ chị? Và em chị tuổi hổ. Thế là mình bảo ô tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là nhu cầu của em cũng thích cái kiểu người hơn tầm mấy tuổi. Mình đang độc thân, lại sống ở Sài Gòn nữa, là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự là ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, thương quý phái, thì mình bảo chắc là em trai rất là ok lắm đây. Thì tự dưng em hỏi chị ơi, em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ.
em chị là 74. Nói cái là tự kiểu mình đang từ trên đỉnh của mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Nghe bảo ôi chị 74 nhầm sơ sơ là như là hơn mình phải cỡ trong khoảng 18-20 tuổi. Thế là bảo tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông phải là một bác giai, là một bác giai đã chững chạc rồi. Cuối cùng lại gặp cái một cái anh như thế này. Đúng không? Hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là thế là ngay hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư? Cái hôm mà anh đi đón mình á là trẻ đó, là hôm sau đấy là đó đấy trước là trên máy bay ạ. Sau mới gặp thì giật mình luôn ạ, thì trẻ quá xong rồi đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là ơi tin boy thế này, kiểu gu mình luôn, mình mới phải kêu ạ. Đó thì bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định á. Tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó, tại sao lại là quyết định là đi cúng và phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nói với Sơn, đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức, chính thức là yêu nhau đấy. À kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. À, gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong rồi cũng về là cho số điện thoại ạ. Dạ thì là cũng thế là cũng thích kết rồi nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì anh cũng lên về nhà, anh đi nhà rồi. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. À, chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần. Thì cũng cảm sau đấy một rồi. Vài hôm thôi. Cảm ơn rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Tức là cái chỗ nhà của mình là chưa? Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Đó. Rồi cái thời điểm đó thì là thời điểm là em đang chuyển giao một công việc. Là em cũng tương đối là rảnh. Thì em mới tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình gọi cho già đầu mà em thì cũng giả vờ lơ đi, coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói bạn là em bảo là anh nói thật nhá, chị anh giới thiệu em rất nhiều người, với em cũng thế, mà em cũng biết thứ hàng mà, tức là bao nhiêu người hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả anh. Nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay chúng mình làm bạn đi, chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả cô khác này là khi em đến là em ví dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô. Không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ. Tự nhiên là người khác lại sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiêu đấy với bạn này, em bảo là không, anh quý em như một người em gái. Thật sự rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi. Em bảo anh cũng thấy quý em, thấy là hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là được thôi, vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Thế xong rồi là em thấy là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra quan điểm là thôi thành nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy em có em nghĩ thế nào vậy anh? Rồi có thử không? Thế xong rồi là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi lúc em đưa nhau về, thì em với ôm em giả vờ em hùi, em hôn nhẹ và chán. Xong rồi thấy có thể chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần rồi. Sau một tuần thì anh ấy cũng là đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em ấy trở đi qua một đứng trước một cái khách sạn. Thế bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình đi vòng 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 ngoài đứng nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không bảo, không chịu. Thế xong rồi là em bảo thôi về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo thôi về nhà anh chơi. Biết nhà biết cửa, từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là thế này ạ, bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, nó trong lòng là suy nghĩ liền ạ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ thì một là lớn tuổi quá như này rồi, hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng người Bắc, có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không, mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu. Tại vì chị mới tiếp xúc với mình không thể nào tự dưng chị thấy mình có 20 tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi, nó chịu đúng không ạ? Nên là mình sợ là giấu, hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là số 4 tạm được có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được, dội hàng ra thì giờ còn sót lại bên người thì thế nên chị cũng phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn của cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong là một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi rồi vợ gả chồng xong, là cầu liền đến anh này luôn, là cũng già đến tuổi, gọi là quá tuổi rồi chứ không có vợ, cũng là cái duyên đó. Thì coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh.
Đấy, thế xong rồi xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Đấy, thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Hôm nay thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì. Anh ấy là thuộc tuyếp nào, đúng không? Ừ. Nhưng mà cái phần súng ống rồi, thì là... cuối cùng thì ông ấy là tuyếp nào? Lúc thử thì lại thấy là hợp quá, thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, thế nếu mà so với cái tuổi, thế nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, thế này mình cũng là rất là mê, cũng nghiện luôn đấy. Đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi sẽ bảo là chị nghi lắm, có khi nào là chất kích thích, chất kích thích thì không? Chán như là bạn lắm ý. Ừ, chán lắm ý. Bạn lại còn tư vấn. Tư vấn. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có. Bao lâu thì mới cưới? Được 7 tháng thì bắt đầu cưới. Nhưng mà em qua quay bé trước thì là em cưới. 5 tuần thì em cưới. Nhưng mà vợ em ấy bị một cái tật này này. Tức là thích thì rất thích, nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác, xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện đấy. Cứ đây hay hỏi các bà, các chị, bạn bè xung quanh đấy, mệt lắm cơ. Tư vấn thì em bảo là em chẳng cần phải đi nhờ anh tư vấn, anh là giáo sư, không cần phải tư vấn, mình còn nhớ đó, chừng kia là chưa đến tuổi, có nhận có gì hỏi anh. Cứ tìm lục lọi tủ tiết là xem, kiểm tra xem có thuốc gì trong nhà không. Thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bực mí luôn cái câu chuyện này, là không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó, thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run mặt. 42 độ là cao. Dữ lắm ạ. Mà mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Nhưng là cũng lôi em ra là hành động ấy, thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ là thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em là có khả năng để không còn uống thuốc nữa. Không thuốc tan gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là đơn giản, bởi vì em là những người tập thể thao. Nó chỉ sốt ở trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Điên hết cả người. Sao phải đi nhập viện chuyển nước luôn đấy. Thử siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt cho thứ mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo thời cơ đến rồi. Kiểm tra liền. Cái này mình chăm sóc mấy ngày chơi là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Mà chỉ có trên đồ đó. Chắc chắn chơi thuốc. Eo ơi, tội nghiệp. Qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Không, nhờ chị muốn hỏi em nè. Cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó. Mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là cô thực này. Thực ra thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng. Tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy, thì là lúc trước thì vợ em cũng kể có chắc là một vài mối tình, cái bạn cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em hai thế hệ. Thì anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách nó làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện là em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi. Tức là những ký ức về mẹ không có. Chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá, em đi lấy chồng hết. Ở mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa, cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi đấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình. Là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền, hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn. Vì bé quá nên tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì em chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai ấy, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy, rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ. Đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ. Chứ còn là nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa và mẹ thì mất quá sớm, thế là em lại lúc đấy em cảm thấy thương, mà em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chị ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là
đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta ổn thì họ sẽ hay quá. Đó là những cái điều mà em chia sẻ với bạn. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Dạ. Có chia tay không? Dạ, có mâu thuẫn. Lý do? Đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. À, dạ không. Cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi. Mê quá nên là sao mà dọn ở chung luôn, rồi em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi, chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là à bồ mình như kiểu là đang lăng nhăng. Ai gọi? Đang quen. Không biết ai ạ. Và cứ số lạ luôn, cứ một vài ngày là gọi một số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần, em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em, thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh ấy cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ nếu bây giờ em nghĩ thì em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên đâu, chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó khoảng một vài tháng thì là người ta cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là không, 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 có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm ấy, yêu mà không quên được, cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ tìm cách là, nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại, làm sao? Bởi vì là em buôn bán kinh doanh online, đó, cũng có thể là một cô, cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà họ đó giờ không dám thổ lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Đấy, thế là có trong đó. Nhưng mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn cái số điện thoại nặc danh đó là của ai luôn. Tìm đến là nói mé mé để cho mình cãi nhau đó, nhưng mà nói chung là đốt nhà, nói chung là đốt nhà mà đốt không được. Nhưng mà ông buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép nữa, ông nhà lá lại không đốt ông được. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng gây nhau và suýt chia tay à? Lúc đầu thì vui lắm, tại vì anh ấy lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới, rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm, là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng. Thứ hai đứa lại thích du lịch và thích ăn uống hàng quá nữa, thế là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ ba thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn kế là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình, chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em, về hoàn cảnh anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng về gia đình đó, thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mấy cái gia đình gia đình dạ. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình, kết hôn em cũng muốn với ai rồi ạ. Thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn, tại vì em bảo là là em từ đó giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn người khác, em không thích là mẫu người thích vào bếp đó, em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi, phụ nữ cũng như đàn ông cũng như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu, em mới lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên sinh họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc, cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là được rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em lên tiếng Anh, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề rất là khó tính, hay là anh nghĩ là đi ra trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món hay nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là tự nhiên mình có tính chất gia đình, để mai mình phải có con có cái, mình phải giáo dục em nghĩ không, em không có mẹ kèm cặp cái em thiệt thòi. Nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, đúng không? Mà là và suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng chỉ là một phần thì coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là nó cũng là có cái sự gắn kết rồi, mấy tháng rời với nhau thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều phải dạy chứ, phải dạy nó chứ. Nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em khuyến khích, nhưng mà xong cuối cùng là thực ra cho đến giờ phút này ấy,
khi mà để em bé đầu tiên đến là một vườn năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là kể cả bà chị em khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng thì em bây giờ là vào bếp không nên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon, đấy, rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Có nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng thứ 3. Thế xong đấy thì là mình chắc là cưới luôn đấy. Nữa. Thực ra rất bướng, vẫn không nghe đâu. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Đúng rồi. Sẽ em bảo là không nghe thì từ từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chưa đúng không? Chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là được nước rồi thì bắt đầu về nói với cô bạn là anh yêu tao rồi anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cũng xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu bỏ, đòi bỏ. Thế nhưng về đang ở với nhau vui vẻ nên dũng bảo là thôi em phải dọn về, em dọn về để suy nghĩ lại mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại cái tin là anh ơi em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em nghĩ rằng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình muốn xây dựng với bạn ấy thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy cô đỡ là bảo là ok bây giờ bạn thích bỏ thôi chết, nhưng mà đủ chiêu trò cả rồi sao, đủ chiêu trò rồi sao, nhận được chữ ok thì rồi sao rồi bắt đầu cũng thấy trộn, thấy là hết hồn chứ gì nữa. Thấy là mình hơi quá rồi, tức là khi nói ra cái nhắn như vậy là anh cũng hỏi là tại sao em lại như thế, anh thấy đang bình thường nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi là thế là mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ mất mình đây, thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình nhất thiết là không, em nghĩ là dừng lại đi, em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống này và thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự mình nói thì là anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh ấy... Rồi thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải anh bỏ đi Hà Nội ạ. Đấy. Anh bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì hồi lại? Dạ, thế là em phải theo sao rồi luôn. ok đợi xíu. Thay mic. Rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nha. Phần tập 6. Có mic bị gì? Bị rớt xuống anh ấy. Đứa nào dán keo. Keo nó. Trong mà cái đó đụng vô. Dạ, nó bị rớt xuống. Alo. Rồi. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 2 năm. 6 năm. Ủa không? 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016. Rồi, nhưng mà trước đó là quen 6 tháng, 7 tháng. 7 tháng 6 năm cưới. Rồi, 6 năm 7 tháng về ở với nhau về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không? Với một người đàn ông mà coi như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi. Đó. Đâu, ai cũng có phần hết mà. Em nói trước đi. Em nói trước. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là hút thuốc lá, nhiều ạ. Tức là cứ em cũng thích hút thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, tức là kiểu tại vì là định mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không anh? Và đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ. Bỏ được từ lúc có bầu đến lúc có bé được 2 tuổi đi học. Lại út lại và lại nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết ra cơ. Chúc mừng. Rồi hút thuốc. Rồi còn tật xấu gì nữa? Một tật xấu nữa là anh này giữ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau. Đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết. Nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh đấy là anh ấy trẻ hơn tuổi anh hay hớn. Hớn. Tức là hai vợ chồng em mới lập nhau, tức là một người ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng mà em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. Nhưng mà năng lượng đó. Đó. Lúc nào cũng năng lượng dạt dào. Đúng không? Là hớn. Nhưng mà anh Sơn nè cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu là gym mà mình tập tay không thôi. Rồi tiếp nữa là hớn này, rồi cái gì nữa? Trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con khóc lên gì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ nhưng cô đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là cũng như là dòng một
ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không sơn. À, à, tức là tại vì người ta là về phong thủy mà. Mùng 1 là ngày rằm 30. Mùng 1 ngày rằm là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát của các cụ, trước đám các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Ờ. Tâm linh là đúng rồi, đúng rồi. Các cụ không thích đâu. Đúng không? Là kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy tính là rất lạ luôn, như kiểu là mình tự nhiên mình khi mình ngủ xong là mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được, đi ăn đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Là xong rồi là vẫn phải. Chứ không cho ngủ luôn, phong thủy đó em ơi. Ông ấy bây giờ ông phải lấy tinh hoa của trời đất ông bù đắp vào đấy. Không chừng hay thì. Đúng không? Mình vừa mới xả mà. Mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy cái tinh hoa của trời đất. Tôi sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền nữa. em có đọc nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Yeah. Thì thực ra đàn ông vào những cái ngày đó, là ngày trăng tròn đấy, những ngày quyết ấy, thì là cũng nên tránh, và những ngày mưa giông bão đó, thì là mình nên để làm sao giữ được cái thể trạng. Thì đấy, nó bị hao tổn chân khí đấy. Cho nên là bạn thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ấy, võ thuật ý là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí. Bên nhà võ đấy cũng thế đấy. Thế nhưng mà em còn bị lừa đấy. À, nhưng mà lâu bị lừa không? Giống như siêu vi C, ô quên cái gì, sốt siêu vi đó. Tức là này em, nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi đấy là cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bạn thí dụ bạn biết là em quên, bạn biết là ngày mai mùng một thì lên bắt đầu xé lịch, trò xong rồi bắt đầu bạn bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không, ngày mùng một đầu tháng đấy. Thế là em tại sao em làm gì được đó. Chuyện cái đã xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. Cái đấy là do tính người ta, với lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy liên quan công việc người ta rồi, là như vậy là hút thuốc nè, hến rồi bỏ cái đó ra. Thôi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn là bởi vì là anh cái tuổi hơi yếu thì cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Anh lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa, thứ nhất là mình bỏ được. Thôi bỏ luôn đi anh Sơn ơi. Đúng rồi em ạ. Không, mình vợ đẹp, mình bớt từ từ, con ngoan, mình bớt từ từ, giữ cái lá phổi đi, đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhờ. Rồi bây giờ mình lắm, em có nói rằng là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm 20 năm nhiều càng tốt, nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Nói thế chứ không thấy, chứ bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là có nhiều không anh Sơn đấy. Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười, nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống, lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười nhiều quá gì, nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em luôn phải nhắc. Nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, em phải nhắc, tức là xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành. Đó, lười vận hành mọi vấn đề. Không lười thôi. Không lười thôi, còn đâu lười cả. Cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đây. Phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Bây giờ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ. Sữa chua phải đút cho ăn, chẳng hạn như mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh cũng rất là chiều thôi. Nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, chứ không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm để tập thể dục đi. Cái chuyện mà ngày thế thì thật xấu. Anh không tiếp được cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em. Thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc thôi. Thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy. Cho nên mình phải tự giác cho bản thân. Mình cũng như là cái việc mà em nấu nướng, sau này con cái em cũng con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đấy. Rồi. Rồi có gì nữa? Tính đấy là xếp vào tính xấu nhá. Lười đấy. Lười. Có gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi. Là điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi bây giờ anh Sơn có ghen không, có ghen với em không? Bây giờ còn ghen không? Nói chung là mình sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một. Đấy thấy chưa, chị không nhắc là em quên rồi đấy, đúng không? Em thấy mình gò bó, em bảo em gò bó như này là anh không chịu nổi. Đấy. Là có đúng không? Đôi khi em đi em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ là cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi. Thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền gọi, nhưng mà gọi dối. Chị thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại.
Cho em giải thích một điều này. Bởi dạ. vì là em muốn thanh minh một chút xíu. Tức là không phải là mình ghen cái kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài cùng với trai gái gì. Tại vì sống với nhau từ mấy năm anh biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này. Bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả. Không ai có ông bà. Thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó. Cho nên mình cũng nói nhà thì theo người. Nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt. Mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình. Không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình không có ai nha. Đấy cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ. Thì tức là bắt phải mang điện thoại đi gì? Dạ. Thế nhưng mà đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Tôi thử biết. Ôi giời ơi. Rồi như vậy là có hai tập ta. Ừ. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười, là một cái là ghen à. Đó. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Ừ. Rồi. Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ rất đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này, rồi giờ rất công việc này, cho con cái này, nó có một cái giờ rất nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp công việc một cách hợp lý đúng không? Không, chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc, rồi cân đong đo đếm. Ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái, của chồng mình đều như thế. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha. Và bây giờ